Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương 7 của bộ truyện Nhân cách nguy hiểm nha mọi người. Các cháu nhé. Chị Thanh nói, có lẽ cách hiểu của chúng ta phải duyên phận và sự khác biệt. Sở Lâm rất ít khi chịu thiệt, hắn rót đi nước cho chị Thanh và gái quen. Hình như cậu rất có thành kiến với tôi. Chị Thanh không phủ nhận, anh có thể tự tin thêm một chút. Lúc này hắn phát âm chữ, lúc hắn phát âm chữ này kéo dài âm đuôi có hơi mờ ảo. Bỏ hình như đi. Giải Lâm cũng không tức giận, vẫn mỉm cười chậm rãi để ly nước trên mặt bàn qua. Ngũ quan của hắn tuy phong lưu nhưng đường nét vẫn sắc bén, đôi mắt hẹp dài. Nếu như không phải cảm xúc trong ánh mắt của hắn làm nhạt đi chút cảm giác xa cách, lúc này có thể khiến mọi người không để ý. Thực ra hắn không phải loại người dễ tiếp cận. Gần chỗ ngồi của chị Thanh có một con mèo đang nằm ngủ. Con mèo vẫn ngủ mơ mơ màng màng, muốn đứng lên di chuyển vị trí ngủ tiếp, nhưng mà móng vuốt của nó còn chưa kịp đặt tay lên tay vịn sofa bên cạnh chị Thanh thì đã bị anh tỉnh cảm. Đừng đến đây. Mèo méo. Chị Thanh, đừng ngủ ở đây. Mèo mèo méo. Dù mày có qua đây, tao cũng sẽ ném mày về. Mèo. Một người một mèo vừa qua sống là sao đu mấy câu một cách thường kiếm. Cuối cùng, con mèo đó từ bỏ suy nghĩ chuyển chỗ. Ngoắc người chạy đi. Giải Lâm dựa ở bên cạnh nhìn hai người họ như ngừng chuyện vui. Cậu không thích mèo à? Hắn nhớ lại lần trước gặp mặt. Trên người Chí Thanh chẳng hề có lông mèo. Lúc đó, hắn thuận miệng nói. Chắc cậu không thích mèo. Chí Thanh cũng không phản bác. Lần gặp mặt này, không còn nghi ngờ gì nữa. Xác nhận suy đoán này. Chí Thanh không muốn nghe mấy câu bàn tán kiểu như mà dễ thương như thế, mà vì sao cậu lại không thích mèo? Tôi không thích mèo. Cả không thích nói nhảm với người không quen. Không nói xong, để ý đến bàn tay cầm ly thủy tinh của Giải Lâm, định nói. Không cần rót nước cho tôi. Khi ly dậy nước lập tức thay đổi quỹ đạo. Nước trong ly đổ thẳng lên trên găng tay anh. Xin lỗi. Cái gây chuyện giúp mấy tờ khăn giấy đưa qua cho anh. Tôi không cầm chắc. Lau nhé. Chị Thanh sáng nhịn, không nhịn được. Vậy ướt sạch sẽ, phát tác chỉ có thể tháo găng tay ra. Anh không nhận khăn giấy mà Giải Lâm đưa qua. Lúc lau tay đã phát hiện người bên cạnh hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm tay của mình. Lần trước Giải Lâm chỉ tháo một găng tay của anh. Cuối cùng bây giờ cũng nhìn thấy tay của là. Chính con tay mảnh khảnh của người đàn ông có một vết dao rất rõ ràng. Làn da trắng này của anh ngay cả một cái ruồi không mất mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Húng hồ một vết thương dài khoảng 1 cm. Dao sẵn sàng là không cẩn thận đâm từ lòng bàn tay vào. Vết thương thô hơn dao bình thường, không phải dao gọt trái cây bình thường. Giải Lâm chỉ vết thương đó. Lúc cắt đồ bị thương sao? Sao lại không cẩn thận đến vậy? Trong quá trình lau tay, chị đang nghiêm túc suy nghĩ một chuyện. Dù tay nghề của vị bác sĩ Ngô này có cao hơn đâu, dù có nhiều ca bệnh thành công đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ cân nhắc đổi sang phòng khám khác. Và giống như các bạn thấy là mình đã đọc xong chương 6. Chương 6 rất là hay. Ok, giờ mình sẽ chuẩn bị sang thứ nữa nhé. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong. Mình đã đọc xong phần truyện này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người.